Chào mừng các bạn đến với kênh Nhịp Sống Xanh Dash và mình là Ngân Hà. Hôm nay theo yêu cầu của quý vị khán giả, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài nhạc cách mạng rất là hay mang tên Đường Trường Sơn Xe Anh Qua. Đây là một bài mà mình biên đạo chia thành 4 tổ hợp các động tác. Tổ hợp số 1, 4 câu nhạc 8, 4 nhịp nối đoạn. Tổ hợp số 2, 4 câu nhạc 8, 4 nhịp nối đoạn. Tổ hợp số 3, 4 câu nhạc 8. Tổ hợp số 4, 4 câu nhạc 8. Ngoài ra chúng ta có phần dạo nhạc mở bài và dạo nhạc giữa bài. Trước hết mình sẽ đi qua một lượt, sau đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Chúng mình cùng vào bài hướng dẫn này nhé. Tổ hợp số 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 nhịp nối đoạn, 1, 2, 3, 4. Tổ hợp số 2, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 nhịp nối đoạn, 1, 2, 3, 4. Tổ hợp số 3, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Tổ hợp số 4, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta lại quay trở lại từ tổ hợp số 1 đến tổ hợp số 4. Một lần nữa thì chúng ta sẽ đến phần dạo nhạc giữa bài. Và phần tiếp theo là hướng dẫn chi tiết. Ở phần dạo nhạc của bài, chúng ta có thể chọn động tác đầu tiên nhún chân tại chỗ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 2 chúng ta sẽ thực hiện chân phải đá ra thu về, đá ra thu về kết hợp với tay. Khi chúng ta đá chân ra, chúng ta mở tay ra, thu chân về, chúng ta đưa tay về. Lặp lại một lần nữa, chuyển trụ bên chân phải, thực hiện chân trái tương tự như vậy, mở ra và thu vào. Ta sẽ đếm nhịp như sau này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta thêm 4 nhịp nữa, 1, 2, 3, 4. Như vậy các bạn sẽ thực hiện cho mình 4 lần 8 nhịp và 4 nhịp nữa. Chúng ta sẽ chuyển sang nội dung chính của bài. Tổ hợp số 1, động tác đầu tiên chúng ta để tay như thế này. Câu số 1, chúng ta đi chéo, bước chéo 1, chân phải các bạn nhé, trụ chân trái 2, sau đó lại chéo bên trái 3, 4, lặp lại 5, 6 và 7, 8. Các bạn vừa đi chéo vừa tiến lên nhé. Chúng ta thực hiện này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 2, chúng ta đưa chân phải sang bên phải, đồng thời chéo tay phải sang bên trái, ta đếm 2, 2, thu chân phải về 3, 4. Sau đó chúng ta lại thực hiện bên trái, chân trái đá sang ngang, đồng thời tay trái chéo sang bên phải, thu về. Đếm nhịp sẽ như sau này, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiến rồi chúng ta sẽ lùi, bắt đầu bằng chân phải, lùi chéo xuống, ta đếm 3, 2, lùi chân trái chéo 3, 4, chân phải 5, 6 và cuối cùng chân trái 7, 8. Tiếp tục chúng ta sẽ đi bước ghép bên phải, 4,
2, 3, 4. Bước ghép bên trái 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta sẽ có 4 nhịp nối đoạn bên phải đơn 1, 2, 3, 4. Mình sẽ quay đằng trước để thực hiện tổ hợp số 1 nhé. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Kết thúc tổ hợp số 1. Mình sẽ quay đằng sau lặp lại toàn bộ tổ hợp số 1 nhé. Nhanh này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Với tư thế này chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp số 2. Cha 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 cơ bản dọc, chân phải bước lên đồng thời, hai tay ngửa ra 1. Chân trái dậm tại chỗ 2, đùi chân phải 3 và 4. Sau đó chúng ta mở tay hai bên 5, 6 tiến 7 và 8. Lặp lại một lần nữa y chang như vậy. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Mình sẽ thực hiện lại 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 3, chân trái làm trụ đá chân phải lên, đồng thời xoay tay một vòng, đá chân phải xuống, đá chân phải lên và chuyển trụ sang bên phải. Thực hiện bên trái y chang như vậy, thu về, đá lên và thu về. Tay chúng ta sẽ vòng 2 lần các bạn nhé. Mình sẽ thực hiện này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4, chúng ta đi chán chân. Chân trái bước lên kết hợp với tay phải. Chân phải chéo lên kết hợp với tay trái. Lui chân trái về, đá chân phải sang ngang. Lui chân phải về, dậm chân tại chỗ. Sau đó chúng ta có 4 nhịp nối đoạn. Bắt đầu bên trái 1, 2, 3, 4. Mình sẽ thực hiện lại toàn bộ tổ hợp số 2. Câu số 1 nhé. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ quay lại trước này. Thực hiện tổ hợp số 2. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Kết thúc tổ hợp số 2, chúng ta chuyển sang tổ hợp số 3. Động tác thứ nhất, chúng ta sẽ thực hiện mở bên phải bằng cách vắt chân trái lên, hai tay đưa cao. 1, 2, 3 và 4. Mở bên trái bằng cách vắt chân phải, hai tay cao. 5, 6, 7 và 8. Thực hiện chân y chang như vậy, chỉ khác tay, tay thấp. 2, 2, 3 và 4. Tiếp tục, bên trái 5, 6, 7 và 8. Mình sẽ thực hiện lại nhé. Động tác số 1 này. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 3, chúng ta sẽ đi kép bên phải trước. Ta vắt chân trái qua bên phải. 3 và 2. Chân phải bước lên kép 3 và 4.
4. Đưa chân trái lên, xoay đằng sau 5, 6. Chúng ta sẽ đưa chân trái lên 7 và 8. Sau đó, câu tiếp theo chúng ta lại đưa chân phải kép các bạn nhé. 4 và 2, chân trái kép 3 và 4. Đưa chân phải xoay ngửa vào 5, 6, 7 và 8. Mình sẽ làm lại nhé. Câu số 3, số 4 này. Vắt chân trái qua 3 và 2, chân phải 3 và 4, xoay 5, 6, tiếp tục 7 và 8. Câu số 4, đưa chân phải lên trước 4 và 2, chân trái 3 và 4, xoay 5, 6, đi cha 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 7 và 8. Mình sẽ làm nhanh tổ hợp số 3. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Mình sẽ quay đằng trước để thực hiện tổ hợp số 3 nhé. Bắt đầu nào. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Cuối cùng chúng ta chuyển sang tổ hợp số 4, 4 câu nhạc 8. Tổ hợp số 4 bắt đầu bằng bước cha 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 mở lùi. Chúng ta sẽ lùi chân trái ta đến 1, 2, 3 và 4. Lùi chân phải 5, 6, 7 và 8. Kết hợp với tay nhé. Khi chúng ta mở lùi chân trái, chúng ta sẽ kết hợp tay phải ta đến 1, 2, 3 và 4. Lùi chân phải kết hợp tay trái 5, 6, 7 và 8. Chân tương tự chỉ khác tay, tay phải lần trước, tay trái sau cao. Ta đếm 2, 2, 3 và 4. Tiếp tục tay trái thấp, tay phải cao 5, 6, 7, 8. Mình sẽ làm lại nhé. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6. Các bạn có thể về chỗ 7 và 8, hoặc các bạn có thể 5, 6 và chúng ta thu chân phải luôn, 7, 8 đều được nhé. Câu số 3, chúng ta sẽ đi một nửa vòng bên phải. Bắt đầu bằng chân phải ta đến 3, 2, 3, 4. Lại đi bên trái, bắt đầu bằng chân trái 5, 6, 7, 8. Sau đó các bạn sẽ đưa chân phải sang ngang, kết hợp với tay trái đưa vào lòng. Ta đến 4, thu chân trái về 2. Đưa chân trái sang ngang, kết hợp tay phải 3, 4. Và dậm chân tại chỗ bắt đầu bằng chân phải, hai tay tỏa ở trước mặt 5, 6, 7, 8. Mình sẽ làm lại câu số 3 và số 4 nhé. Câu số 3 này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ sâu chuỗi tổ hợp số 4 nhé. Câu số 1. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay đằng trước đi. Thực hiện tổ hợp cuối cùng, tổ hợp số 4. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và với tư thế này, chúng ta lại thực hiện cho mình từ tổ hợp số 1 đến tổ hợp số 4. Thì chúng ta sẽ tới phần dạo nhạc giữa bài. Chúng ta sẽ đi bước đơn bên phải cho mình một lần này,
hai lần, bắt đầu bên phải các bạn nhé. 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Các bạn bước cho mình đúng 20 lần nhé. Động tác số 2. Động tác số 2 thì giống như phần dạng nhạc mở bài, nhưng ở phần này chúng ta sẽ thực hiện cho mình 5 câu nhạc 8. Chúng ta sẽ thực hiện như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn thực hiện cho mình 5 câu nhạc 8 và các bạn đứng cho mình 2 nhịp 1, 2. Sau khi thực hiện phần dạng nhạc số bài thì các bạn trở lại cho mình tổ hợp số 1, tổ hợp số 2, tổ hợp số 3, tổ hợp số 4. Và tiếp theo là phần điệp khúc. Điệp khúc cuối bài thì các bạn thực hiện cho mình tổ hợp số 4 thôi nhé. Làm lại một lần tổ hợp số 4 thì chúng ta giơ tay lên và kết thúc bài. Bài chúng ta đến đây là hết rồi. Thật đơn giản được không các bạn? Chúc các bạn có những bước nhảy thật đẹp và chúng ta thành công nhé. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.